là quả không uổng với nội thất của em nó. Một con âm ly cổ có nội thất rất gấu luôn, rất phơi. Chất âm rất ngọt ngào. Tôi mời anh em cùng nghe nhạc luôn sau đây. Bốn sò sắt báo giá chuẩn là 4 triệu đồng. Một cái giá rất đẹp cho một con âm ly có hộp gỗ anh em nhé. Nghe được nhiều dòng loa to từ bass 20, bass 25, bass 30, kể cả loa cổ bass 40 anh em nhé. Thất như này là siêu đẹp anh em nha, bởi vì nó là bị cổ bao nhiêu năm rồi. Còn những cái màu nó thay theo thời gian là chuyện đương nhiên. Còn nếu ông nào thích đẹp như mới tinh như những chỗ này thì phải đi mua đi mới tinh. Tôi chốt luôn cho anh em câu đó. Chứ còn âm ly 4-50 năm rồi còn được như này là siêu đẹp luôn. Nó cái chất âm quá ngọt ngào. Một dòng âm ly xó sắt của Yamaha cuốn to vật, đánh vào những đôi loa cổ tê tái chất tai luôn. Tôi nhớ đến anh, mơ về kinh thành, những chiều gió lộng ta đi trong lòng phố vắng, tâm tư qua làn khói trắng, mưa rơi ướt hai mái đầu, chuyện mình ai biết mai sau. Để hôm nay ngồi đây trời biển phu nhiều mây, chờ tráng thanh lên cao